Quý vị các bạn thân mến, Xuân Bắc rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo của mình. Hôm nay là ngày thứ ba quý vị các bạn, mình lại quay trở lại quán của vợ chồng anh chị Kim Long bên đường Trịnh Đình Trọng. Hôm nay thì cái video hôm nay sẽ khác những cái video mình đã từng quay chia sẻ với quý vị các bạn chút xíu. Hôm nay mình sẽ không chia sẻ về các món ăn của quán, mà được sự cho phép của vợ chồng anh chị Kim Long thì hôm nay mình tham gia vào cái chuyến công tác thường ngày của quán vào các thứ ba hàng tuần để trao những cái phần cơm tới các cô các chú ở bệnh viện quý vị các bạn. Phải nói là hôm nay một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời của mình khi được tham gia vào cùng với anh chị Kim Long để thực hiện cái chuyến đi ngày hôm nay. Mình đang có mặt ở ngay phía trước quán cơm chay Tùy Tâm rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào trong để chia sẻ với quý vị các bạn những cái hình ảnh ban đầu. Không biết là ngày hôm nay anh chị Kim Long làm món gì để gửi tới các cô các chú nữa. Rất là tò mò luôn quý vị các bạn ha. Rồi bây giờ thì Xuân Bắc sẽ vào trong ngay nha. Quý vị các bạn đi theo mình để cùng tham gia vào chuyến đi ngày hôm nay nha quý vị các bạn nha. Rồi mình đi vô trong này mình coi mấy chị mấy anh làm việc chút xíu nha quý vị các bạn. Hôm nay là ngày thứ ba nha, mình tham gia vào cái chuyến cái công việc hàng ngày của quán chị Long nha quý vị các bạn ha. Rồi đi vô nè. Chào cô nha, chào mấy anh mấy chị nha. Dạ. Dạ. Chào mọi người. Chào em. Dạ, chào chị. Đây coi chị Long đang làm một cái chảo thịt rất là bự luôn quý vị các bạn. Có tiêu nha. Thì có tiêu hả chị? Ừ. Hôm nay mình làm những món gì chị ha? Bữa nay thì thứ ba thì chị sẽ gửi cho những cô chú bệnh nhân ung thư. Dạ. Bữa ăn trưa. Dạ. Thì sẽ là chị là quán chay nhưng mà chị sẽ gửi mặn nha. À. Tại vì cô chú bệnh nhân là chị gửi mặn thì hôm nay nó sẽ là thịt kho tiêu nè. Dạ. Ăn chung với là chuối chuối xiêm. À, rồi xiêm. Một chai nước sâm hạt chia. Dạ. Đó, với lại khẩu trang. À dạ. Cơm trắng, đó mình gửi vậy. Sáng giờ nấu được mấy món này chị? Mình vô phần em đã có mấy món à, này, nhưng phần mà mình hả? Làm liên tục vậy đó. Cơm, dạ. Sáng chị nấu cơm xong chị kho thịt. Dạ. Kho thịt xong mọi người đang vô thịt vô cơm nè. À, rồi giờ mình kho tiếp. Kho tiếp. Dạ, kho tiếp. Thì bữa nay chị nấu khoảng 250 phần đó. À, khoảng dạ. Đó. Lúc trước nó 400 phần nhưng mà nấu giờ nấu hết nổi em ơi. Dạ. Mình làm trong cái khả năng mình thôi. Bây giờ là nấu tới đâu là vô phần tới đó chị ha. Xong rồi mình đi. Dạ. Ví dụ như 400 phần là chị sẽ cho là khi nào là giống như chị bánh mì chả lụa rồi đó. Dạ. Mình không có nấu nhiều quá thì chị nấu cho 400 phần. Dạ. Còn cơm chị tự nấu thì khoảng chừng 250 phần đổ lại thôi. Dạ. Đó mọi người đây nhìn coi tiêu đó cơ. Dạ. Đây mình coi cô với mấy chị mấy anh làm chút xíu nha quý vị các bạn ha. Tiêu nè. Đó. Đó, vậy đó. Một phần nè. Phần đó thịt có tiêu, dạ. Sứ. Dạ. Chia bí đao sao mặt kia nữa chút có. Đây mấy chị mấy cô vô làm một thau phần thịt này quý vị các bạn. Em thịt cơm mình dạ. Vậy. Giờ giống như rồi nha, qua giờ này giờ mưa nha. Đây nè. Đó cô với chị đang vào nguyên một cái thau thịt vô các phần như thế này để chút xíu nữa mình sẽ đi nha quý vị các bạn ha. Dạ. Qua nhiều quá lắm qua. Thì lại chút mà nhiều ngàn hơn. Một phần này là một người ăn hai người ăn dạ chị ha. Một người dạ. Này là không hết một người không hết đâu. Một người ăn không hết đâu dạ, nghĩ không hết đâu, nhiều mà. Cho vậy là cho luôn hai người ăn. Dạ, 12 người ăn. Này nó dễ, nó dư, mình để nó chiều uống sao nó dạ, dạ. Cháo trắng hay gì không, dù không cơm, hết cơm. Chị thấy cái này rồi, cái này nè, để một lát cái lông lông, lông lông vui quá ha. Một chén cơm ha, cái lông xong rồi lông xịt tiêu vô, lông dầm trái chuối quá. Trời ơi. Dạ, chị bỏ cơm cái nè, xong hết là chị bỏ cơm đi trộn hơi rồi luôn á. Dạ, anh vô đi anh vô đi. Cơm trái trộn nước nó còn tròn. Đây qua bên đây nè quý vị các bạn, đây là mấy cái phần cơm ha, quán chuẩn bị cho các cô chú nè. Phần cơm đóng rất là nhiều luôn ha quý vị các bạn ha. Đây bên đây nữa này. Cơm thịt kho tiêu.
mình không có cho rau, rau thì chú không có ăn. Với lại á, nhiều khi nó dẫu đó cho không được cho rau chay á, có rau sẵn rồi. Chưa chị, chưa. Đây là cái mấy cái phần chuối nha quý vị các bạn. Đó, hôm nay anh chị chuẩn bị mấy cái phần chuối cho các cô các chú trong cái chuyến đi ngày hôm nay nha. Thường thì ngày thứ ba nào á thì quán cũng có những cái chuyến đi trao các cái phần cơm tới các cô các chú ở những cái bệnh viện nha quý vị các bạn. Hôm nay mình rất là vui khi mà tham gia vào cái chuyến những cái chuyến như thế này của quán. Được anh chị Kim Long cho phép nha, tham gia vào. Chuối rất là hấp dẫn hả quý vị các bạn. Hình như còn một mẻ nữa cô ha. Thơm quá cô ha. Dạ. 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 Ra nó thơm. Dạ. Thơm. Nếu mà chị nấu hết thì còn 2 giờ. Như hôm nay cô mới hôm nay con qua hôm nay con mới gặp cô không ta? Dạ, à bữa bữa gặp dạ dạ bữa gặp cô bên kia rồi. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ. Xíu nữa cô đi luôn à? Dạ. Dạ. Cô dễ thương quá, tập nào mình quay cũng thấy cô tới phụ chị. Dạ. Cô gần đây không cô? Không, cô ở xa. Cô ở đâu rồi? Xa lắm. À, xa lắm à? Rất xa. Dạ. Đi cả tiếng đồng hồ mới đến. À, đi cả tiếng đồng hồ luôn. Dạ. Thơm cô quá. Dạ. Cho nó điêu điêu từ từ cô ha. Thơm quá. Đó vậy thôi, chạy kẹo rồi nha. Dạ. Cũng nhanh vậy ha. Đâu có đâu, nãy giờ chắc gần tiếng rồi đó. Tiếng rồi hả? Wow. Ờ, mình phải đợi nó sắc, hồi nãy em kho là lên nước bên đây. Dạ, dạ. Thấy không? Đó, giờ cho cái thịt nó gác xì, nó kẹo kẹo lại đó. Dạ. Nên mình gác tiêu lên. Kho tiêu nữa mà kẹo kẹo mới ngon. Ủa, vậy ăn cũng được mà đó các bạn. Dạ. Nó ra cái nước mỡ đó, trong trong ấy. Dạ. Rồi thấy đói bụng quá, có không thôi. Đó, tiêu vô nó mới thơm nè. Xong rồi hồi gác nữa. Dạ. Này cô chú ăn cũng tốt thôi em. Dạ đúng rồi. Dạ. Hôm nay mình đi bệnh viện nào vậy Long? Ông Bú. Ông Bú. Dạ. Nay bệnh viện là chị hay đi. Dạ. Hội chức năng á là toàn là những bệnh nhân là chấn thương sọ não nè, gãy cột sống nè, là bị tai nạn đó, tai nạn lao động rồi tai nạn ngoài đường á, toàn nằm viện như cả năm mấy năm luôn á. Phục hồi chức năng là ở đâu? Ở quận 8. Quận 8. Dạ. Có dịp thì đi với chị đó. Tội nghiệp lắm. Nghiệp lắm, còn bên đây cũng thương. Dạ. Nói chung ai cũng khổ em mình. Dạ. Chị cũng không giúp được gì, chỉ gỡ được bữa ăn thôi. Dạ. Coi như mình động viên tinh thần người ta vậy thôi. Dạ. Chứ mình không có làm gì nổi chị. Mình đâu có đủ giàu có để mà mình làm gian tay rộng lớn đâu. Dạ. Giờ thôi kệ. Thôi mình cứ làm tới đâu trong cái sức mình chị Long ha. Nếu chị nghĩ vậy nè, ít đỡ hơn là không làm. Dạ. Phải không? Dùng cho một bữa cơm thì chịu cô chú cũng tiết kiệm được khoảng là 20-30 ngàn. Dạ. Phần ăn nếu mà thịt kho bây giờ thì chị biết là 30 mấy ngàn á. Dạ. Đó thì chị nghĩ là nó có thì đỡ hơn là không có. Dạ, đúng rồi. Chứ giờ nếu mà làm lớn thì chị không làm nổi. Dạ. Rồi, mình đợi một chút nha. Dạ. Thơm quá. Trời, bốc khói nghi ngút luôn. Cái anh em hả? Ừ. Chắc cũng phải gần 12 giờ. Không dám gọi. Chính tới xong rồi quý vị các bạn. Bây giờ chuẩn bị vô phần chị ha. Vô xong cái này là bắt đầu đi luôn hả chị? Dạ. Wow, thơm quá. Mà ngon có thiểm á em. Dạ. Có thiểm nữa. Có ớt nữa là ngon. Dạ. Có ớt nữa là chị em mình ăn á. Rồi. Rồi chín rồi. Để cho có nước nước cho ta che. Dạ. Co kẹo quá nó không có nước. Rồi. Vô. Ôi, đồ đó thơm quá.
heo ngạp luôn. Thơm. Khỏi bốc này quý vị các bạn. Đã ha. Đó mình để miếng nước. Thơm quá vậy. Để nhanh quay kìa. Thơm quá, thơm quá. Đâu đem lại gần em ngửi mùi thơm á. Đó đem để nhiều quá. Nút luôn. Đã quá. Xù, nguyên một thau đầy. Rồi quý vị các bạn ơi, chú vừa mới giao một cái thùng nước sâm. Đây, nước sâm với hạt chia quý vị các bạn. Đó, nước sâm hạt chia ha. Đây là những cái phần nước để trong cái chuyến đi ngày hôm nay nè, gửi tới các cô chú ha. Đó, nước sâm mình thấy ở đây có hai loại nước sâm nè. Nước sâm hạt chia. Đây, nước sâm hạt chia nè. Và nước sâm trà bí đao này. À, trà bí đao hả chú? Cái này nước sâm, cái này trà bí đao. À, trà bí đao hạt chia. À, cái này là trà bí đao hạt chia quý vị các bạn. Đây. Ở này là nước sâm, bên này nước sâm, bên này trà bí đao. Còn một thùng nữa hả chú? Một thùng nữa. Wow, nhiều ha. Đẹp quá. Vui quá, vui quá. Quá vui. Rồi quý vị các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ theo vợ chồng anh chị Kim Long với các anh, các chị, các cô ở đây di chuyển ra bệnh viện Ung Bướu nha quý vị các bạn. Đây là anh, hai anh đang là di chuyển những cái phần nước, phần cơm đi ra bệnh viện Ung Bướu nha. Rồi ở đây thì mình sẽ quay chút xíu chia sẻ với quý vị các bạn thôi ha, để mình phụ các anh mang đồ ra ngoài nha quý vị các bạn. Rồi. Quý vị các bạn ơi, mình và anh chị Kim Long cũng như các anh, các chị, các cô đã tới ngay bệnh viện Ung Bướu nha quý vị các bạn. Hiện tại thì nhóm của mình ngày hôm nay đang bắt đầu phát cơm. Đây là hẻm 24 kế bên bệnh viện Ung Bướu nha quý vị các bạn ha. Đó. Các anh chị đang xếp hàng để nhận các phần cơm, phát các phần cơm cho các cô các chú. Rất là đông nha quý vị các bạn. Đây chị Kim Long này. Những cô chú ở đây là những cô chú bệnh nhân ở trọ. Dạ. Có nghĩa là thay vì là mình đã điều trị ở bệnh viện rồi á, dạ, thì bây giờ mình ra ngoài để mình xạ trị. Giống dạ, như mổ rồi mình xạ trị thì những cô chú đây ở xa, quê ở xa. Dạ. Thành ra họ sẽ đến đây họ thuê trọ. Dạ. Là những phòng trọ hết. À, mình sẽ nhà trọ hết chị ha. Đúng rồi, dạ, thì có lúc thì chị sẽ đến đây chị gửi thêm tiền trọ cho cô chú. À, dạ. Còn có lúc thì mình gửi đồ ăn. Dạ. Rồi gửi cơm ăn nha cô. Bữa nay dạ, có vừa chút cơm không? Chúc mấy cô chú ngon miệng nha. Ăn cơm ngon miệng. Dạ. Đây là mình quen. Trời dạ, lấy cơm đi trời. Quen quen. Lấy cơm, lấy cơm. Cơm ấy bà con ơi. Dạ. Vậy là ông chỉ vui. Nhưng mà phải nói là chị rất là nhiều năng lượng nha quý vị các bạn. Mình rất là vui ngày hôm nay có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời với chị khi mà tham gia vào cái chuyến những cái chuyến đi như thế này của quán cơm chay Tùy Tâm. Cơm chay 2.000 đồng nha quý vị các bạn. Rất là cảm động và rất là hấp dẫn luôn, rất là thú vị nha. Bây giờ thì nhóm của mình sẽ phát hết tất cả những cái phần cơm ngày hôm nay chuẩn bị mang đi, phát hết cho tất cả các cô các chú anh chị ở đây nha. Cô Linh lấy cơm đi cô. À dạ cô không lấy. Như chị Long chia sẻ đó thì đa phần là các cô các chú ở đây là đến là đi thăm bệnh và có người nhà bệnh ở đây và thuê trọ gần đây nha quý vị các bạn ha. Con đường này cũng khá là mát mẻ quý vị các bạn. Đó, đây là cái giấy trọ của các cô các chú tại đây ha. Đó. Khu này là toàn là giấy trọ thôi nha quý vị các bạn. Để các cô các chú tới thăm bệnh có chỗ nghỉ ngơi thay vì là phải trực suốt ở trong bệnh viện.
Đó, chị Long chị đang đứng bên này nè quý vị các bạn ha. Chưa có rồi lấy đi con. Sao cô mình có tiền thì không lấy đi. Chú chưa? Rồi rồi. Ăn cơm đi chú, chị anh xếp hàng đó em tao chọn không thấy không? Dạ. Tội nghiệp lắm. Dạ. Lấy cơm đi anh xếp hàng lấy cơm đi. Dạ bà cụ nào. Mấy cô chú mình xếp hàng đi ha, để cho người ta tội nghiệp. Cái này đi em vào trong hồi lấy đó. Nhớ cho chú cho nha. Anh có chưa? Có cơm chưa? Có cơm chưa? À không ăn, không ăn cơm được. Có sữa đậu nành được không? Có sữa đậu nành được không? Tội nghiệp quá vậy. Rồi nè. Này, có nào uống này không? Nước xăm thôi hả? Rồi, nước xăm. Chú mới mổ xong. Dạ. Dạ dạ, con chào chú. Dạ dạ. Lấy cơm, xếp hàng lấy cơm, mình coi tôi không nha. Dạ, dạ, dạ. Đồng quá quý vị các bạn ơi. Khi mà nói phải nói là khi mà mình tới đây thì mình mới biết được là sức người thì cũng có phần nào thôi quý vị các bạn. Và rất là nhiều những cái hoàn cảnh đang còn rất là khó khăn. Phải đây phải nói là mình rất là cảm phục với cái tấm lòng của vợ chồng anh chị Kim Long. Và khi mà tới đây thì thấy các cô các chú những cái hoàn cảnh khó khăn ở đây rất là nhiều quý vị các bạn ơi. Quý vị các bạn nếu mà thích video ngày hôm nay của mình thì hãy comment bên dưới video này cho mình biết để mình sẽ cố gắng tham gia cùng với anh chị Kim Long trong những cái chuyến như thế này. Ngoài cái việc là quay video chia sẻ về ẩm thực chay 2.000 đồng tới quý vị các bạn nhé. Quán của anh chị thì còn rất là nhiều những cái món anh chị làm rất là hấp dẫn để cho các cô các chú các anh chị có những cái bữa trưa để thưởng thức thì mình sẽ cố gắng mình quay chia sẻ với quý vị các bạn. Ngoài ra thì còn có những cái chuyến đi như thế này hàng tuần. Quý vị các bạn nếu mà thích mình chia sẻ thì comment cho mình biết nhé. Và nếu mà quý vị các bạn nào muốn tham gia vào cùng với mình giống như kiểu là hôm nay mình tham gia cùng với anh chị Kim Long thì quý vị có thể tới ngay địa chỉ ở đường Trịnh Đình Trọng 49-1 nha quý vị các bạn ha. Rồi hôm nay thì mình rất là vui khi mà được anh chị Kim Long cho phép tham gia vào chuyến đi thiện nguyện như thế này. Gửi cái phần cơm, các cái phần cơm tới các cô, các chú, các anh, các chị những cái hoàn cảnh khó khăn hoặc là những người mà đang thăm bệnh ở đây. Rồi, rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở video tiếp theo. Chị có cơm chưa? Cơm chưa? À, có thịt kho tiêu. Bà đâu, chị hỏi bà cho em phần. Ừ, lấy đi con. Cô ơi, cô đủ ăn chưa? Có ai ăn nữa không? Có mà. Rồi đây con cho thêm phần đó. Rồi, để con chút. Rồi, chị. Rồi. Hồi này không dám xin hai phần. Dạ, uống gì đó cô. Rồi, rồi. Rồi, cảm ơn em nha. Dạ, dạ. Chúc cô ngon miệng nha. Dạ. Xin nước chai để cho chú nhà. Rồi. Đây, cái nào cũng được. Cô lấy, cô chưa có cơm hả? Lấy cơm đi cô, cơm thì có tiêu ngon lắm. Rồi, đi đây, đi qua đây lấy cơm nè, đây. Trời ơi, chị nấu cho mấy cô ăn mà chị. Dạ.
nước đậu xanh mà. Nước đậu nành. Không mỗi người chai gì vậy? Không, cho bác trả đi lại xin đậu này đi. Bà có cơm chưa? Chứ là bà có chị Long có gì một cái qua đây cái đậu nành nè chị Long ơi. Cô đội chai qua đây qua đây qua đây qua nha. Hai giấy đồ mà. Ờ cho em bé bệnh kìa. Dạ. Ồ bé còn hẹp quá ha. Lấy cơm chị có uống sữa đậu nành không? Ở bé uống sữa đậu nành không? Có uống sữa đậu nành không? Có lấy cơm chưa? Đó chồng nó chọn nữa. Cô lấy cơm chưa? Qua đây lấy cơm giùm con, qua đó coi như con. Chú ăn cơm thịt kho tiêu ngon lắm chú ơi, con không ngon dữ lắm. Rồi. Con cho mà. Rồi lấy cơm đi nha, lấy cơm chạy 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 vô vô. Đó rồi ta đang tối quá trời. Rồi rồi nào nào cũng được hết. Bà lấy cơm chưa? Rồi. Rồi ăn đi ngon lắm con làm á, ngon thở nhà hàng luôn á. Đi dài luôn á. Rồi lên luôn. Đây nước đậu hay nước gì vậy? Nước đậu nành. Đậu nành thường thường mấy nguồn thôi để... Mình vô mình nghe chị Long chia sẻ chút xíu nữa nha quý vị các bạn. Thấy thường lắm em ơi. Nhưng mà mình là mình phải vui nha, lúc nào cũng vui không quạo. Anh ơi, ăn cơm đi anh. Vui vẻ không quạo. Cơm em nấu ra anh ơi. Rồi. Rồi vô. Rồi cho đi em cho đi cho tao tao cho đi. Tao còn ăn cho đi. Rồi. Rồi. Thịt kho tiêu ngon lắm. Lấy cơm chưa? Lấy cơm mà lấy cơm rồi. Đi nữa nãy chưa đưa nước anh hả? Chưa hả? Thịt kho tiêu qua đây nè chị, qua đây nè, qua nước này. Có xếp hàng bên này nè mấy anh chị ơi, cô chú ơi. Xe tải nha. Rồi. Anh ơi biết mấy người nuôi bệnh chạy kêu chạy ra lấy cơm đi em, còn mấy chục phần nó hết rồi nha. Nó hết ruộng lắm á. Rồi nước nè lấy luôn đi cưng chương ta luôn đi. Tải luôn. Chú ơi ăn cơm chưa? Lấy cơm thịt kho tiêu đi ngon lắm. Cơm chú ơi. À, lấy đi cơm. Về đổi lấy sữa lại. Sữa này mình nuôi mình uống thôi nha, đừng cho người bệnh uống. Tại người bệnh hư như vậy đậu nành á. Em ơi, người ta xin cứ cho người ta đi em. Rồi tới luôn. Cơm á ông, vô ăn cơm đi kìa, lấy cơm ăn đi ông. Dạ, dạ. Rồi lấy đi mấy ông ơi, thoải mái luôn. Tới luôn. Cơm thịt kho tiêu. Uống không? Chị uống đi. Ở trong bệnh viện hả? Sao anh? Dạ.